Chào mừng các bạn đến Rakia. Hôm nay chúng ta sẽ tạo một đoạn phim hoạt hình mang tên là Vòng quanh thế giới. Ở đây chú phi công sẽ bay vòng quanh thế giới từ lục địa băng cực lạnh giá đến những bãi biển nhiệt đới ấm áp. Chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé. Các bạn ấn vào dấu cộng này để tạo dự án mới. Chúng ta không cần nhân vật này, các bạn hãy xóa nó đi. Bây giờ chúng ta hãy tạo hình nền. Đầu tiên hình nền năm cực. Các bạn tạo nhân vật là một chú phi công. Tiếp đến đó một nhân vật nữa là chú chim cánh cụt này. Ở trang hình nền thứ hai, các bạn ấn dấu cộng. Tạo hình nền là một bãi biển nhiệt đới. Ở đây ở bãi biển nhiệt đới chúng ta sẽ tạo thêm một nhân vật là chú sao biển này. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu lập trình các bạn nhé. Ở chú phi công các bạn sẽ lập trình như sau. Đầu tiên là lệnh lá cờ màu xanh. Tiếp theo đó là lệnh tùy chỉnh tốc độ. Tiếp với đó là lệnh đi về bên phải 20 bước. Cuối cùng là lệnh tiến đến trang thứ hai. Các bạn kéo nhấn chuột nhấn tay vào chú phi công này, kéo chú ấy đến trang thứ hai. Đấy, chú phi công sẽ xuất hiện ở trang thứ hai này. Về phần lập trình chú chim cánh cụt, chúng ta sẽ lập trình như sau. Đầu tiên là lệnh lá cờ màu xanh. Tiếp theo đó là lệnh hẹn giờ. Sau cuối cùng là lệnh hội thoại. Ở trang thứ hai, chúng ta sẽ lập trình cho chú sao biển như sau. Đầu tiên là lệnh lá cờ màu xanh. Tiếp theo đó là lệnh chờ. Cuối cùng là lệnh hội thoại. Lời thoại của chú sao biển sẽ là: chào, California. Tiếp đó chúng ta sẽ thêm thẻ lệnh chạm để bắt đầu, thẻ lệnh xoay tròn. Với câu lệnh này, khi chúng ta ấn vào chú sao biển, chúng ta sẽ xoay tròn. Ở đây chúng ta sẽ chọn là 10 vòng. Vậy là quá trình lập trình đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta cùng xem thành phẩm các bạn nhé.